Trời ơi. Phấn sao Phấn? Hello chị Ngọc Thương. Nãy giờ nói xong rồi, làm người ta phải ra copy lại rồi. Phải đi làm lại. Thôi cả nhà. Không được. Buổi tối thứ sáu sẽ làm đẹp với máy facial spa nhá. Và tối hôm nay trước tiên là mình sẽ các chị sẽ chia sẻ về thiết bị mới nhất và sẽ cho ra mắt thị trường vào tuần tới với sản phẩm sữa rửa mặt thông minh. Rồi, mấy chị chuẩn bị chứ nhà nào? Xong chưa Phấn? Alright, hello, chào tất cả mọi người. Như mọi khi là hôm nay chúng ta sẽ có cái chương trình làm mặt là bằng máy facial spa, một cái loại máy mà đối với mình bây giờ không thể là thiếu được. Công cụ facial spa là giúp cho cái làn da mình tươi trẻ, làm săn cơ, làm giảm nếp nhăn, bờ đi những cái vết nâu. Thì đây là máy facial spa. Rồi trước khi mình làm cũng như mọi khi mình sẽ rửa mặt. Nhưng mà hôm nay là thật là đặc biệt, là bởi vì mình không có rửa mặt đơn giản nữa mà mình sẽ rửa mặt một cách là thông minh hơn, bởi vì nhờ một cái máy rửa mặt siêu thông minh. Đây là cái máy rửa mặt mới của mình, đây là dụng cụ mới của mình sắp sửa tung ra thị trường. Tụi mình được may mắn là được trải nghiệm trước. Chị Phấn đang sở hữu cái máy này đây. Chị Phấn dễ lên cho mọi người coi. Hello, chị là dụng cụ spa, một cái dụng cụ mà rửa mặt chỉ có một dụng cụ thôi mà nó có sẽ hai tác động. Mình xài rồi mình mới thấy là đúng là hai tác động. Thứ nhất là khi mà rửa mặt mình sẽ rửa rất là sạch. Và cái tác động thứ hai sẽ là trị liệu. Thì cũng như khi mình xài cái máy này rất là đơn giản, mình sẽ làm ướt cái mặt của mình trước nha. Chị Phấn làm ướt cái mặt chị Phấn trước đi chị Phấn. Cái máy này nó sẽ đi theo cái gel, nó gọi là treatment cleanser. Thật ra nó là facial cleanser thôi, nhưng mà đặc biệt bởi vì nó là treatment cho nên nó đặc biệt hơn, là nó sẽ có hiệu quả nhiều hơn là cái loại mà rửa mặt thông thường của mình. Thì khi mà mình làm ướt cái mặt của mình hết thì mình sẽ để cái gel lên, nó gọi là treatment cleanser lên. Mình chỉ để đều lên cái mặt của mình nha. Rồi khi mình để đều lên cái mặt của mình, cái máy, cái dụng cụ đã được chạc điện sẵn rồi. Và bây giờ chị Phấn đang để cái treatment cleanser lên mặt của chị Phấn. Rồi bây giờ chị Phấn xong rồi hả chị? Yes. Ok. Thì bây giờ chị Phấn sẽ sử dụng cái máy, cái Lumi Spa. Mình chỉ cần bấm ở cái nút ở giữa mà thôi. Cái nút ở giữa, dạ chị. Rồi. Mình chỉ đi trong vòng 2 phút thôi. Thì như mọi người đã thấy, cái đầu là cái đầu tròn, nó sẽ đi theo cái hướng ngược chiều. Thì ví dụ như khi mà mình rửa mặt bình thường thì mình rửa một hướng thôi, nhưng mà khi được hai cái đầu, một cái đầu nó đi hai chiều khác nhau thì nó sẽ giúp massage cái mặt của mình. Thì mình chỉ cần đưa cái đầu đó đi theo cái đường thẳng trên mặt mình mà thôi, là mình không cần phải xoay. Mình không cần phải xoay bởi vì nó đã có cái massage sẵn rồi. Chị Phấn đang đi, chị Phấn feel sao chị Phấn? Feel good. Good, ok. Giờ là feel good thôi. Nhưng mà ai đang làm đánh massage cho mình. Yes, ok. Thì nhờ có hai cái tác động làm sạch mà trị liệu, thì cái đầu tiên mình sẽ thấy là làm sạch lỗ chân lông. Bởi vì cái đầu của cái máy này làm bằng chất silicon, chứ không phải là cái loại mà cao su tổng hợp thường như mình thấy những cái loại mà rửa mặt ngoài thị trường. Thì cái chất silicon nó không có làm hại, tổn hại tới cái da của mình. Và khi mà nhờ nó đi sâu như vậy thì nó lấy hết cái bụi bẩn ra. Khi mà cái lỗ chân lông mình đã sạch rồi thì nó sẽ giúp mình tái hoa cái làn da. Rồi chị em, thật ra thì 2 phút đó. Đang chia sẻ video câu lạc bộ làm đẹp với mấy chị nhé. Cái máy này có thể là mình xài 2 lần trong một ngày, mà đặc biệt là nhờ nó không có vô nước đó, cho nên khi mà mình tắm, mình có thể mang vô trong cái bathroom của mình để tắm. Cái này là mình thích nhất nè. Mình chỉ cần dành 2 phút đồng hồ mà mình làm được cái da mặt của mình. Nó thật là sạch.
Dạ chị Phấn còn làm 2 phút đó. Phấn Hà sắp sửa 2 phút chưa? Thì như mình từ mình thấy đó, 2 phút đã trôi qua rồi. Thật ra thật rất là lẹ. 2 phút là chớp nhoáng đã qua rồi. Rồi chị Phấn thấy cái da mặt của mình sao chị Phấn? Feel good. Yeah. À, mình đã sử dụng qua mình rồi, mình sử dụng cho người quen của mình rồi, cho khách hàng của mình, thì mình sẽ thấy là cái da mình nó rất là mềm, tại vì nhờ rửa rất là sạch, rồi nó mang lại cái sự mịn màng. Bây giờ mình rửa. Yeah, bây giờ mình sau khi mình làm như vậy thì mình sẽ rửa cái mặt lại của mình ha. Thì thay như mỗi khi mình sẽ sử dụng bằng cái loại rửa mặt thường, nhưng mà hôm nay mình sử dụng cái dụng cụ thông minh hơn. Ái Hoa nghe thế nào về cái máy này Ái Hoa? Nghe hay quá, đang mong cho đến ngày đây tuần tới em mới được có sử dụng. Dạ cả nhà ơi, thật ra thì ngày 17 tây tháng này một số người làm việc mới có ưu tiên được mua trước mà thôi. Thì cái máy này rất là sạch. Nếu như cả nhà có thích muốn tìm hiểu thì hãy inbox cho những người của mình ở trên đây, rồi tụi mình sẽ cho biết thêm cái chi tiết. Thật ra thì khi mà mình đem cái máy này mình làm demo đó, mình đã có mấy người muốn rồi đó Hoa. Đã muốn ngay lập tức rồi. Được có 5 cái khối là được có 5 người thôi. Ai nhanh tay thì còn không thì phải để ra 2018. Dạ. Nếu không phải đợi tới 2018 mới nó mới tung ra thị trường. Giống như là Apple iPhone vậy đó. Ai muốn xài trước thì đặt ngay. Wow, cái máy này mình à. Dạ, thấy cái da mặt của mình nó sáng ra. Chỉ cần rửa mặt thôi là mình đã thấy cái sự khác nhau rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm kết hợp với Trúc Hằng. Dạ. Vậy thì chị sẽ mình chạy cho một người khách á. Dạ. Cô ta có bị sậm rất là đậm ở dưới ngay mắt mí á. Rồi chạy xong á, cô nói hả, thấy cái sậm nó cũng bớt nữa. Dạ chị đúng rồi. Rất là hay. Em thì em có một người khách là đàn ông, thấy tụi em làm thế là ông ta mới nói là cái này làm bao nhiêu tiền vậy, có làm không? Thì mình nói cái này thật ra nó mới lắm, mình mới có làm demo thôi chứ mình cũng chưa có mang vô trong tiệm, tại vì mình mới có sở hữu cái máy thôi. Thì ông ta mới nói rằng là ông ta cái da mặt đó, ông ta không có thích, ông ta không có ngại diễn đề mà nhăn hay này kia, bởi vì ông ta lớn tuổi rồi, nhưng mà ông ta rất là ghét bởi vì nó bị cái mồ hôi nó bị dầu. Mình nói ông ta xin được làm không? Nói được, không sao, cứ làm đi, miễn sao cho mình quay lại để cho mọi người cùng thấy, để trải nghiệm với nhau. Cái ông ta nói không sao, miễn sao ông được làm thôi. Mình làm 2 phút đồng hồ, mình làm một bên thôi, không làm, chưa làm bên này. Mình cho ông ta coi nó khác nhau á, rồi ông ta rờ đó, thật là sạch. Làm xong một bên, oh my god, so good. Thì ông ta hỏi tiếp là ví dụ như một mình có mang vô trong tiệm để làm hay không. Thì cái chuyện đó thật ra thì mình mới có sở hữu cái máy rửa đó thôi, cho nên mình chưa có chính thức để làm cái service. Em nghĩ nó tốt vậy, mình mai mốt làm cái service, lâu lâu ai họ muốn cái mặt họ sạch họ tới họ rửa. Mình cũng đang nghĩ vậy đó. Yeah. Làm xong rồi muốn giờ cái mặt hoài đó mấy chị ơi. Mình chạy cho cái người khách này á, cổ sức rất là nhiều kem dưỡng da đó, phấn đồ rất là dày, tại vì bị thâm đen ở cái vòng mắt đó. Vậy cổ nói cổ phải sức mấy lớp luôn á để che bỏ, mà giữa xong chưa có giữa xong là cổ nói cổ cảm giác rồi. Rồi xong rồi cái cổ nói trời ơi, cổ giờ cổ nói tao chưa bao giờ có cái làn da mà đẹp như vậy đó. Hôm nay mình quá là mình luôn, rất là sạch. Nha. Nếu đó, mà mình hỏi mình chừng nào có đó. Dạ, đó, 17 tây mới có, mà chị phải cho người ta biết là chị có mấy cái, chị có 5 order thôi chị. Dạ, yeah, em có nói vậy. Cổ có kêu em để dành cái cho cổ đó. Wow, vậy là còn có 4 cả cái thôi. 4 cái của mình cái rồi. Còn 3 cái thôi. 5 cái mà của mình cái rồi, gói này một cái nữa. Wow.
Còn hai cái ai đặt trước thì còn em nói rồi, em nói ai tại vì có 5 cái à, thì nếu mà ai ai muốn trước thì mình để dành. Chị nói muốn thôi chứ chị nói 5 là chị mất phần á. Em nói gì giờ sáng mà đó thử cũng muốn, giờ tối này bà Jessie thử cũng muốn, bà đang về sạch ghê. Cái máy đó nó qua được, bà có nói là lúc trước bà có mua một cái máy kia kìa cũng hơi giống gì đó, nhưng mà nó là cái bàn chải. Yeah. Nó không có giống như cái này, đấy, nó không có sạch giống như cái này. Thanh Kiều chị, hồi nãy em có nói về cái đầu của cái máy đó, thì cái này làm bằng chất silicon chứ không có làm như những cái loại ngoài thị trường bán là làm bằng bằng chải mà làm từ cao su tổng hợp. Cái đó thì nó không có tốt cho cái da mặt mình, mà chính ra cái này người ta đã thử nghiệm rồi, người ta làm bằng dùng cái chất silicon cho nên không có bị, không những không hại mà nó mang lợi ích tới cái da mặt của mình hơn. Mà khi như chị thấy đó, em làm xong em đều cho mọi người thấy là ở trong cái phần đầu đó, những cái dơ đó, cái dính như giống như trong cái kẽ đó, nhìn thấy dễ sợ luôn. Cho dù cái người đó không có xài phấn nha, foundation á, mà cái chất dơ mà mình thấy cái gel nó ra màu nâu đó. Yeah, hồi nãy mình làm đó là gì đó, cái bạn nói wow. Yeah, thì đây là một cái máy mà chỉ có một máy thôi, mà nó ra tới hai công hiệu. Thứ nhất là làm sạch da, thứ hai là trị liệu. Bởi vì thường thì mình chỉ làm sạch da thôi, ít có ai nói vấn đề trị liệu, mà đặc biệt cái máy này là trị liệu, cho nên nó mang lại 7 cái lợi ích khác nhau. Mình thấy trước hết rồi đó là sạch lỗ chân lông, sạch bụi, làm mịn, rồi làm mềm cái da của mình, làm cái da mình sáng ra. Lan ơi, sao rồi? Lan nghĩ như thế nào về cái máy mà hồi nãy thấy mình chia sẻ thấy cực hoài đấy. Cái máy Lumi Spa wonderful chị. Mặc dù em chưa có nó trong tay nhưng mà em rất là excited. Yeah. Chắc chắn là tuần tới em nghĩ chắc hot lắm nè. Đúng không? Yeah. Em đã nhận được cái code rồi, chắc chắn em sẽ phải cố gắng để mà có được nó. Yeah. Ngày 17 tây. Công dụng của nó quá là tuyệt vời. Yeah. Cả nhà ơi, ngày 17 tây tụi mình mới có nha. Yeah. Bây giờ mọi người có mấy cái code đó thì tính thủ ấy đặt ngày đó thôi á. Chắc qua ngày khác không có. Một ngày thôi. Có người hỏi cái giá nó thì sao kìa chị ơi. 310. 310 mà. Trong đó nó có cho mình 3 cái đầu với là 3 tháng supply. Trời, quá tuyệt vời, 310, 3 tháng supply. Uh-huh. Cái máy là chạy nhau 1 tháng không đầy 100 đồng nữa. Yeah. Đấy. Nha yeah, chị, tức là cái tẩy Canada là nãy mình nói với bà khách đó, nói tính ra thì 1 tháng còn không tới 100 nữa. Dạ không, sau này khi mà mình mua supply thì mình chỉ mua supply chứ mình không có mua cái máy nữa. Dạ, thành ra mình ok. Rồi, xong là lần đầu tiên nè, mấy chị xong chưa? Chưa, sao máy của mình nó chạy bằng đi bộ hay sao mà lâu dữ vậy ta? Mình xong rồi đó. Bên này cái máy nó hơi chậm đó. Chậm quá chứ còn. Chắc tại mình đang trò chuyện nó cũng theo mình luôn. Rồi Lan sẽ rửa mặt qua lại cái này hết. Cho Lan xin phép một phút để rửa cái mặt nhé. Mới nói xong nó ngừng rồi đó. Em nói qua thứ hai. Dạ, yeah, bây giờ mình đi cái lần thứ hai. Tuyệt vời. Của mình cũng xong rồi. Khi mà không có gì tuyệt vời bằng khi mà mình rửa thật là sạch rồi mình lại kết hợp vô cái máy facial spa, mình gọi là cái bàn ủi đó. Thật ra cho nên cái da mặt, cái mặt của mình rất là căng. Cái này là sự kết hợp là tuyệt vời. Rửa mặt, đánh da mặt cho căng, cho đẹp, cho thẳng. Rồi cái phần kế tiếp cuối cùng là mình sẽ nói tiếp là làm cái gì, cái giai đoạn thứ ba. Wow. Hồi đó trước đây á thì mình chỉ được có cái Garage Facial Spa này thôi nha. Only đã work rồi. Cách đây một năm mình được sở hữu cái loại dưỡng da. Bây giờ một năm sau mình lại được trải nghiệm dụng cụ rửa mặt. Tuyệt vời không? Cũng
Cái dụng cụ giữa mặt này vừa massage vừa giữa mặt mà rất là sạch nha, rất là tuyệt vời đó. Mình chưa thấy qua lần nào. Có cái công dụng rất là hay. Trời, công nghệ độc quyền làm sao thấy được, giờ mới thấy chứ. Đây là nãy mà khách tối nay đó, bà nói lúc trước bà có sở hữu một cái mà bà nói cái đó không có giống cái này. Nhà bà nói bà thử xong bà nói trời, tao cũng muốn một cái nữa. Thì em nói đó, ngày xưa ở Messi họ có bán cái máy giống vậy rửa mặt, nhưng mà cái chổi nó cứng lắm, chứ không phải nhìn giống cái bàn chải, chứ không phải giống cái máy. Nó là bàn chải đúng rồi, hồi nãy bà cũng nói là bàn chải đó. Bây giờ mình thứ hai là số 3. Không phải giống như cái bàn chải. Cái kia nó giống cái bàn chải lắm. Lúc trước em có nghe qua mà em không biết nó ra sao. Giờ tới hồi nãy là cái bà nói luôn á. Bà nói cái nó bằng chải, nó không có giống này. Còn nãy thì nó rất là mịn. Nãy em chạy cho bà đó, bà nói đi nó rất là mịn. Nó mê luôn. À, em thấy chị muối, em cứ nói hoài, tuần nãy em cũng nói chị muối, thấy dạ. Chị muối bớt cái nếp nhăn, thấy rõ ràng ha. Cái người mà mình thấy hàng ngày. Thank you. Yeah, thấy cái nếp nhăn. Con mang hai bữa nay làm biến đó, không có làm á. Chương trình thứ tư với tuổi thứ sáu. Thứ tư thì em chạy cái máy này á chị, cái miếng của em á, cái mắt mắt mí á, nó từ từ nó bớt bọng rồi nha, nó và cái mắt hơi to hơn tí đó, không biết chị có để ý không? Đâu có thấy mắt chị đâu. Hồi nào giờ đây mới nhỏ xíu rồi, bây giờ thấy hơi bự lên tí nữa. Em đang nói là cái chương trình làm đẹp là cũng nhờ cái chương trình này mình vô làm điều đặn chút xíu là nó đỡ tí. Cái mặt mình mới đỡ già. Em nói cái chương trình làm đẹp của mình nó là mỗi tối thứ tư và tối thứ sáu quý anh chị, nên đều là cho nên cứ lặp đi lặp lại, là tại vì mấy chị em muốn cái sự điều đặn á, mình phải làm điều đặn thì cái kết quả mình mới thấy mi có ha. Tại cái gì cũng vậy, nói nó tốt nhưng mà mình phải áp dụng nó thường xuyên mình mới thấy được kết quả. Còn đôi khi nó ở cái máy nó ủi tốt lắm nhưng mà cần tháng hai tháng ủi có một lần thì cái cũng không có kết quả hả? Cho nên cái gì cũng về đắp mặt nạ cũng nghèo, hoặc là đánh facial cũng vậy, mình cũng phải là làm thường xuyên đều đặn, một tuần ít nhất là bền quá cũng phải một lần mặt nạ, một lần facial, còn không mà không thì mình làm được cứ mỗi thứ hai lần thì tốt hơn ha. Cho nên tại sao mà cái chương trình làm đẹp của tối thứ tư, tối thứ sáu tụi em phải làm đi làm lại, là tại vì có một số khách hàng mới đó, họ không biết cái cách sử dụng máy nè, và mình muốn tập thói quen tất cả mấy chị, mấy anh chị ai mà muốn chăm sóc da đó, mình làm đều đặn. Mặc dù mấy chị không có vào trên online với tụi em, thì mấy chị cũng ở nhà có máy cũng có thể đem ra để làm cho vui ha. Làm để mình tập cái thói quen, mình làm đều đặn để mình chăm sóc da mình. Thì mình chăm sóc da mình, da mặt mình cũng giống như mình clean up cái nhà thôi. Cái nhà mình không clean up để mấy ngày bắt đầu nó thấy nó bụi bặm rồi. Thì cái mặt mình cũng giống như vậy. Nếu mà mình take care thì nó đương nhiên nó phải khác rồi. Giống như em có bà khách 60 mấy tuổi. Bà lên bà làm điều đó là thấy khác liền. Hồi nào giờ bà sợ mình chụp hình lắm. Bà nói thôi đừng chụp. Mà lần cuối cùng coi như là hay buồn hơn rồi. Bà lại lần thứ bảy rồi đó. Cái mình nói bà, bữa nay cho mình chụp hình được không? Bà nói được, mà chụp đi. Bà nói giờ tin bà chụp bà không cho. Bà nói thôi tôi thôi, đừng có chụp. Bây giờ tự tin hơn nó mới cho chụp chứ. Lần này hỏi bà mới nói ok mày, lần này mày chụp đi. Đấy mà biết sao không? Thứ bảy mà xinh hơn rồi, mà xinh đẹp hơn. Thật ra thì em hai lần xong rồi. Nếu mà mình chịu khó, mình chăm sóc mình sẽ mang lại cái tự tin hơn. Mình nói thật,
À, có ai thấy mình hay chụp hình không? Bây giờ mình hay chụp hình. Lúc này hay làm điều hơi nhiều á. Điều hơi nhiều. Nhưng mà đôi lúc mình ấy, ủa phụ nữ mình được quyền điệu chứ. Mà mình tại vì đôi lúc mình cảm thấy mình không có tự tin, rồi mình chụp hình mình không có thích. Mình hay nói giỡn ấy, là chụp 1,000 tấm mới lấy được có 1 tấm, nó giỡn chơi thôi. Chứ giờ chụp kịch rồi mang lên, mình thích lắm. Hồi đó mình nhiều khi, mình thật ra là mình thích cái này, chụp hình. Cái này là người thật Việt thật nè. Có người hỏi mình, chị ơi chị xài cái blush là cái phấn hồng nào mà đẹp vậy? Thật ra hồi nào giờ mình xài con thứ một à. Mà trước đây á, mình xài ngoài hỏi mình hết á. Giờ mình xài người ta hỏi mình cái sự lạ như vậy. Vì khi mình nói thật ra xài có một loại phấn má hồng. Ok, máy của mình cũng ngưng rồi. Sao máy của mình đi chậm hơn mọi người? À, mấy chị có ai biết về vụ son không? Nghe nói cái son á, cái son của công ty mình á. Dạ. Là chừng nào da biết không? Khách mình hỏi hoài đó. Sắp sửa rồi. Son không phai hả? Yeah, cái son mà nó giữ tức là lâu không có bị dính lên áo rồi đó. Cái son nước mà của công ty mới ra hay lắm quý chị. À. Cái thường thường cái son bình thường đó mình bôi vào miệng mà mình lấy cái giấy mình bầm cái miệng mình lại cái là mình thấy nguyên cái môi trên tờ giấy ha. Nhưng mà với cái loại son mới ra này á là nó không có bị bỏ lên xong mình ngậm nó không có thấy màu dưới trên, nó không dính một chút màu nào trên cái giấy hết trơn. Hay thiệt. Em nghe nói là biểu mình test là không lên cái mặt là biết liền. Nó lát được 10 tiếng. 10 tiếng hả? Dạ. Yeah. À. Anh uống hôi thiết thì thoải mái, không bị phai. À, mình rửa cũng khó ra mà chỉ đặc biệt Lumi Spa rửa cái môi mình ra một cách nhẹ nhàng. Thì mình biết cái Lumi Spa này cái công hiệu tuyệt vời. Cái này đây, rửa rất là sạch. Em làm xong rồi nghe, em bỏ chia xem rồi nha. Ờ, tới mình cũng chạy theo đây. Mình cũng xong rồi, mình phải chạy theo chứ. Chuẩn bị bỏ gel xanh đây. Yeah, mình cũng bỏ đây. Nhưng mà cái son đó hình như cuối tháng này hả chị Hoa? Em không nhớ, hình như vòng 6 tháng 1 phải không? Tháng này không biết nữa. Mới đầu em nghe là tháng giêng. Nhưng mà sau nghe nói hình như là tháng này thì phải nữa. Mình cũng nghe nói là sắp sửa ra rồi. Nghe nói cuối tháng này hình như. Yeah. Sáng nay mấy người khách của em cũng hỏi thăm hoài đó. Hỏi nó có chưa? Em nói chưa. Ai cũng đang chồng chờ. Tại vì có khách mua ở Moscow đó. Yeah. Mua 20 mấy đồng á, mà không có giữ lại được. Ông này cũng mấy đồng cho mấy, ông này cũng không 7 đồng mấy chục xin. Bà khách bà nói nè, cái này của tao mua ở Moscow này 20 mấy đồng nữa. Mà nó ăn rồi nó dính nè, phải xức lại. Em mới nói vậy hả? Thôi vậy chờ cái này đi. Cho bà cứ hỏi hoài chừng nào có vậy. Của mình là cái loại son môi nước, chứ không phải do son sáp giống với mấy cái hãng son làm. Son này là môi nước. Thì em cũng nghe nói là son nước mà. Em có kìa. Đây nè, xe luôn. Son môi nước của em màu đỏ nè. Ủa, đúng ai có hả? Đi đám cưới mới dùng thôi. Nó đỏ quá, em không có, em ít. Em đam mê cái màu đỏ đó chị ơi. Em vì sao có vậy? Nè, nó có mấy màu nè, nó có đủ màu nè. Đây nè. Wow. Nhưng mà cái này á là cái son này á thì đi già hội đi tiệc đi đâu tinh đèn đi vôi thôi, tại mình phải tự nhiên cái gì cũng bình dân mà với cái này vô nó đỏ quá cho nên, nhưng mà cái bôi vô nó dính cái miệng chùi hoảng ra. Nè, nếu, son, chị đừng có lo, tương lai có Lumi Spa take care giùm chị hết rồi. À dạ, cái đó Lumi Spa nó rửa ra thì cho nên cái này mà đi đâu mình mới son. Hello chị Hà. Hòa với cái màu son nhạt. Hello, màu nhạt này mình hòa video.
Okay. Em trước mắt là có người oi là màu đỏ với là màu hồng. Đi màu đỏ là một cái natural nữa, màu đi natural. Nếu có quen biết ai hoặc là muốn cho gia đình và người thân của mình cách mà làm đẹp da thì có thể share cái video này giúp chị em nha. Rồi, chào chị Nguyễn Phan. Anh này tên gì mình học đọc không được. Ờ, trong lúc mà chờ đợi cái gel á, cái rejuvenating gel mask nó khô á, cho mình chia sẻ một chút xíu về Lumi Spa, đặc biệt như vậy nha. À, những ai mà có bị mụn á, mà đôi lúc bị mụn thì rất là bực bội, nhưng mà đôi lúc người ta không có lấy ra được á, nó lù xù bên trong á, khi mà chỉ cần 2 phút rửa bằng cái Lumi Spa thôi, rửa sạch xong người ta rờ lên người ta thấy mụn của người ta đó, mà cái mụn cám á, nó sời ra luôn. Wow. Nó dễ sợ. Mà khi mà như vậy thì người ta mới có cái điều kiện mà lấy cái ra. Thật sự chính cái người đó nhờ mình lấy ra giùm. Lần đầu tiên mình không có lấy, nhưng mà cái này nó rất là dễ mà lấy xong có nó sao. Trời ơi, mấy ngày nay có bực quá, cái mặt nó bị giống như là nó nhám cái tay người ta rất là khó chịu. Lumi Spa 2 phút đồng hồ rửa mặt xong lấy ra rất là dễ dàng, tuyệt vời. Là người ta đồng ý, người ta thích liền, người ta muốn order ngay lập tức liền. Là mình thấy vậy nè, nghe đã nghe rất là nhiều nhưng mà cũng chưa bằng thấy mà trải nghiệm. Thấy cũng chưa tin, trải nghiệm đi rồi sẽ thấy. Thành ra rất tuyệt vời. Em nghe chia sẻ nhiều rồi. Yes. À, ừ đây. À, trong vòng mấy ngày liên tục mà mình đều liên tục cho mọi người cùng xem nè, nhìn nè. À, không, cứ nhìn đi, trải nghiệm đi. À, xin để được rửa. Ok, được, tới đây mình cho 2 phút thôi. Rửa ra, tuyệt vời. 2 phút. Chị Trinh ơi, cho em đặt câu hỏi chị Trinh. Yes. À, có người hỏi rằng cái máy Lumi Spa thì cái hiệu, cái công dụng của nó là cái gì chị? À, ngoài cái công dụng chị vừa nói quá là tuyệt vời, lấy được cái cả cái mụn cám phải không? Lấy cái mụn đầu đen đúng không? Đúng. Wow. Nó như thế này là khi mà em rửa sạch thì những cái mụn nó sẽ nổi lên để cho mình lấy ra. Wow. Rất là dễ dàng. Cái máy này không phải là nó bút lên cái mụn của người ta, nhưng mà khi rửa thật thì đó, nó cái mụn nó nổi lấy ra dễ dàng lắm, tuyệt vời. Cái đó là bởi vì mà da mặt chị thật ra là không có mụn nhiều, nhưng mà những người mà có da từ cái mụn cám hoặc là những cái mụn mà người ta nó lập lát hết nhé ha. Yeah. Thì thấy rõ lắm. À, rất là dễ dàng. Chị làm xong, chị ban đầu chị mình cũng không nghĩ ra, nhưng mà khi mà lên cái da mặt với cái cô đó xong, cái cô đó mới nói với chị mới nói wow, ngay trước mắt trong vòng 2 phút sau. Quá tuyệt vời, cảm ơn chị chia sẻ của chị ha. Cái đó em nghe nhiều người chia sẻ, mấy người mà đã sở hữu giống chị Trinh á, bên nhóm của mình hên với chị Trinh được một cái. Như ai cũng mời đến mình tranh thủ. Yeah. Tranh thủ để mình phải trải nghiệm. Mình khi mà trải nghiệm xong mình mới chia sẻ được. Cái gì cũng vậy, không bằng mắt thấy tai nghe mà phải trải nghiệm. Mình thì mình thế này là khi nào mà mình cảm nghiệm được mình mới nói, còn mình chưa cảm nghiệm mình chưa dám nói. Thật ra thì nghe rất nhiều, nhưng mà như là lần đầu tiên mình cách đây vài ngày, khi bắt đầu mình sở hữu cái máy rồi mình mới chia sẻ. Nghe cũng chưa, mình chưa muốn chia sẻ khi mà chỉ có mới nghe thôi. Thành ra mà mọi người thấy cũng chưa đủ, nghe cũng chưa đủ, khi mà sở hữu rồi mình mới thấy nó quý như thế nào. Tuyệt vời, cái máy đó là vừa làm sạch vừa trị liều kiến chị. Nó làm cho cái da mình rất là mềm và nó rất là sạch luôn á. Tại vì nó lấy đi những cái chất dơ, chất dầu sâu deep trong cái da của mình đó. Mà nó mềm lắm, mình có thể vừa đi tắm, vừa cầm, vừa đánh, vừa tắm luôn. Tại vì nó không có bị vô nước á. Nó có vừa pin, xài pin mà vừa xài cái ổ cắm điện luôn. Xin ra nó không sợ phải tốn pin gì hết. Mình xài xong rồi ra mình cắm pin vô. Dạ, yeah, chính xác. Yeah. Thật ra cái máy đó mình sử dụng, nếu mà mình chặt pin đầy đủ, xài cả tuần lễ, thì tại vì một ngày mình xài 2 lần thôi. Thì như Ái Hoa nói đó, khi mà mình đi tắm, tại vì nó gọi là waterproof, thành ra khi mà đi tắm nó không hề vô nước. Mà khi mình thấy là thì như nó vừa massage cái mặt mình luôn. Có nghĩa là trước đây khi mình rửa mặt bằng hai tay, mình rửa, hoặc là mình nhiều khi á, nhiều người họ nói họ lấy cái khăn hoặc bông gòn họ rửa cũng chưa tốt nữa. Nhưng mà khi mình tắm, mình vừa rửa, mình vừa massage như vậy nè, là tự động mình làm cho cái da mặt của mình nó tuần hoàn.
cái mạch máu của mình nó chạy. Tại vì thay vì mình massage mà massage đúng cách, tại vì cái đầu máy nó đi hai chiều khác nhau, nó đảo chiều nha. Dạ, như mình để lên, mình chỉ để theo cái hướng của mình muốn mà thôi, thì tự động nó sẽ massage. Hay là hay cái đó mình không cần phải xoay chi cho nó mệt. Thì tất nhiên rồi, mình rửa mặt mà bằng tay làm sao mà sạch bằng cái máy, phải không? Cho nên hơn nữa những cái góc cạnh, đôi khi mình rửa bằng tay mình cứ xoa đại, nhưng mà nó sẽ bị sót những cái góc cạnh ở mũi, mắt, mấy cái góc cạnh nó sẽ bị còn lại. Nhưng mà cái máy thì mình chạy, mình cứ đưa vô thì nó đi hết, nó hút ra hết. Rồi, gel của mình khô rồi. Rồi, gel của mình khô, bây giờ thì mình sẽ đi xả cái mặt của mình nha. Mình rửa mặt ra. Thật ra cái mặt của mình hôm nay đánh phấn từ sáng tới giờ, bây giờ mới có dịp được rửa ha. Nhờ có dịp của đời thành ra cái da mặt mình lúc nào cũng được ưu ái hết trơn. Dành thời gian chăm sóc cho nó nè. Công ty mình nó tuyệt vời lắm, mỗi năm là ra một cái công nghệ mới, công nghệ nào cũng tuyệt vời hết, cái nào cũng thích hết trơn. Cái nào cũng độc quyền hết à. Nhưng mà có một điều mình chưa chỉ cho mọi người, có nghĩa là mình nói mình chưa chỉ cách ha. Thế này, mình muốn xài. À, nhưng mà đôi lúc mình nói ô tại sao mình hơi giống như là mình phải dành một khoản để cho chăm sóc và sức khỏe, chăm sóc sức khỏe của mình. Nhưng mà có một điều mình bật mí cho mọi người, cho các bạn trên Facebook biết là mình có thể xài sản phẩm chia sẻ người khác, mà mình có thể xài sản phẩm free bằng cách mình chia sẻ cho người khác. Bởi vì đây là cái phương tiện để chia sẻ cùng nhau mà mình được cái quyền gọi là ưu đãi, đó là mình được cái cái phần gọi là gì hả? Ái hoa, bonus, right? Bonus. Chị nghĩ đi, mình làm gì có tiền toàn xài hàng sang không vậy? Mình chết. Bây giờ mình được xài hàng phi không à? Giống mấy cái hộp phơ này, nó đắt tiền muốn chết, xài phi không à? Nếu mà các bạn hoặc cả nhà có ai muốn thêm chi tiết, mình được vừa xài sản phẩm tốt, mình chia sẻ với người quen, mà mình được coi như là mình được ưu đãi để xài mà không tốn tiền. Vừa có tiền nữa chứ. Và dạ. Vừa có tiền nữa chứ chị. Cứ inbox cho tụi mình. Vừa có tiền nữa, kinh doanh tuyệt vời không? Vừa dạ, được xe hỗ trợ, vừa có tiền, vừa được giá đẹp. Dạ, bởi vì cái đơn giản vậy thôi. Thí dụ bây giờ mình ra ngoài kia mình mua một món hàng nào đó mình cảm thấy nó tốt, khi mình về mình giới thiệu với lại gia đình của mình, đâu có ai trả cho mình đâu. Mình chỉ nói ô ra mua đi. Nhiều khi thậm chí mình đi mua giùm cho người ta, bởi vì mình thấy nó quá tốt, không ai trả cho mình hết. Nhưng mà cái này khi mà mình xài sản phẩm, mình chia sẻ đó, mình sẽ được cái hoa hồng luôn. Rồi những người dưới mình, ví dụ như khi mà họ cũng chia sẻ, thì họ cũng được quyền hưởng thôi. Đó là cái quyền lợi. Đây là một cái kinh doanh mà không đầu tư vốn, không cần mặt bằng, và kết nối bạn bè khách hàng trên khắp 54 nước. Cho nên cái phương tiện social media bây giờ rất là thuận tiện cho mấy tuổi trẻ, mấy người thích chơi Facebook có thể Ok, bây giờ thì mình đã rửa mặt sạch rồi. Mình thấy chị Muối chị đang dưỡng da. Chị Muối ơi, Anh đang sử dụng cái phơ đó. Chị cho mọi người xem được không chị? Hồi nãy Ái Hoa cũng mới mang lên cho mọi người xem. Đây. Nè, của em nè. Em xài phí không đó chị? Đây, mình, wow, đẹp mình lắm. Cũng có. Tuyệt vời. Oh, wow, phơ. Cái này là giọt nước thần. Người ta nói là giọt nước thần. Cái này hộp này, một hộp là dùng cho 60 viên của một tháng này ha. Tại thì hình như phụ nữ ai xài cái này cũng mê hết trơn à. Ai mà xin chia sẻ để lấy hàng phi về dùng nha, mình xài phi không à, muốn liên lạc đây, ở đây sẽ hỗ trợ mọi người bằng cách nào mình sử dụng được sản phẩm tốt mà free. Đó là quyền lợi khi mà mình chia sẻ mình được sản phẩm vốn, nhưng mà mình bỏ cho mình, chính bản thân mình để mình trải nghiệm thôi. Yes chị, chính xác chị. Ok, em xong rồi, bây giờ sử dụng cái này, giọt nước thần của em.
Trời ơi, bỏ lên cái da mặt mình nó căng, nó xanh giống như da em bé, quý anh chị. Lạ lắm, ai mà chưa xài cái này là hối hận đó. Phải xài thôi. Nhưng xài qua rồi thì mình mới biết. Xài rồi ghiền không muốn. Xài và mê luôn hả? Đúng rồi, xài xong rồi mê luôn. Ông ổng em mới nói với một chị lớn tuổi ai mà chẳng già, nhưng mà cái da mình nó xanh lắm, không có, nó không có bị bèo nha. Tại vì mình xuyên bánh ủi, bánh ủi rồi mình dùng cái này nữa, xin nó cái da mình nó xanh lắm chị. Rất là xanh luôn á. Em nói cái nhiên thơ này với chị Liên đó. Ngày xưa da em nói, nghe chị nói xong mà em thấy mê quá rồi. Ngày xưa da em xấu lắm, tại vì em là người không thích make up, giống trai vậy, không make up, không son phấn gì hết trơn. Trong khi bố xài làm công ty này tự nhiên thấy mấy cái này nó gứt quá, bôi bôi lên mặt nó gứt quá rồi bắt đầu học làm đẹp với mấy chị luôn. Nhưng mà bây giờ mình thấy ánh hoa cái này rồi đó, mấy chị xong chưa? Nếu mà mình chịu khó xài là mình sẽ thấy cái sự khác nha. Xài đều đào, xài đúng. Và đấy chị có mang thế này không? Ái Hoa biết không chị, tình cờ chị trở lại Facebook của chị thấy cái nó pop lên cái video chị giới thiệu về Ace Lock Me mà đúng cách đây một năm. Của wow. Em cũng wow. Hồi sáng em share đó hả? Vậy? Yeah. Mình biết là mình sử dụng nó năm rồi đó. Một năm rồi đó, nhờ coi lại cái video mà khi mà mình... Bên đây Facebook cũng hay á, lâu lâu. Cái gì đó. Nó pop lên trở lại mình không hay. Nó wow, cách đây một năm. 3, 4, 5 năm nó nhắc rồi chị, 2 năm nó cũng nhắc, 5 năm nó cũng nhắc. Vậy. Rồi, chị Phấn đang làm gì đó? Đang xách cái này nè. Dạ. Mấy chị ơi, công nhận bây giờ tới lượt mình đang xài. Bữa nay mà mình có cái này nè, vô, nó còn trắng yêu hơn. Yêu mến của mình đây. Trắng hơn, đẹp hơn nữa. Phấn ơi, Phấn miêu rồi nha Phấn. Ok, thì bây giờ chị Phấn, chị Muối đang cầm cái Ace Love Me. Đây là cái sản phẩm mà cách đây một năm mà khi mình mới nhận được á, mình vui quá, mình lên trên mình chia sẻ cho mọi người. Mà mình xài đã một năm rồi, một năm. Tuyệt vời, nếu như mà nó không tốt có lẽ là nó không kéo dài một năm đâu, chừng 3 tháng, 4 tháng không được là không xài. Mà bây giờ mình vẫn xài, mà càng xài càng mê bởi vì không được. Đây là một cái sản phẩm vẫn còn đang rất là hot của công ty mà của trên thị trường. Đang bán rất chạy. Đây chị Muối là đang... Ai thấy cho mình em ở trên Facebook hồi sáng không? Bây giờ em đang cái này nè. Để chị con... ơi, cho mình bật mí một cái đi. Nói đi, hồi nãy giờ chị miêu đó. Chị nói đi chị. Bữa nay mà xài cái này vô á, mình thấy nó trắng hơn nữa. Có cái này vô nè. Dạ. Nó trắng hơn nữa. Chị Phấn kết hợp ba cái dụng cụ mà cái này vô là cái gì vậy chị? Ồ. Dạ chị kết hợp ba dụng cụ. Ba cái của mặt. Thứ hai là làm cơ, làm giảm nếp nhăn, làm giảm cái nếp nâu, rồi lại thêm một cái dưỡng da cực kỳ nữa. Thành ra chị Phấn có nghĩa là hôm nay chị Phấn ưu đãi cho bản thân chị Phấn là tột đỉnh luôn. Trắng mà trẻ hơn nữa. Đẹp lắm mấy chị, da mặt chị đẹp. Da này chị Phấn đẹp lắm. Mặt mình mà xuyên chăm sóc gì mụn sao lên nổi nhỉ? Lên nổi. Thật là thẳng mỏng thẳng. Trời, feel nó cái da mình nó mềm cả. Làm facial xong mấy chị thấy thế nào? Mà ai cũng muốn rời da của mình hết vậy? Ai cũng muốn rời da em sao? Da nó mềm mịn. Da mềm mịn đúng không em bé hả? Hồi nãy tới giờ mình nói là Lan lúc nào cũng đẹp, mà tại vì trước đây mình gặp Lan cũng đẹp, nhưng mà có điều là càng ngày càng rẻ càng đẹp ra mới là cái gì thôi. Trời ơi, nghe nó là đẹp như xưa, mà nó là còn đẹp hơn xưa nữa. Cảm ơn chị. Đúng chị ơi, không chỉ bây giờ mà da mình đẹp đâu, mà mình còn cảm thấy mình khỏe hơn nè. Mình cảm thấy đời mình nó lạc quan hơn. Mình học hỏi được rất là nhiều về kiến thức nữa chị Ái Hoa và chị Trinh. Tự tin quá ha. Chắc chắn rồi. Tự tin về làm gì, vừa tự tin về sắc đẹp, vừa tự tin về cuộc sống.
yêu đời có hơn như nữa. Thế mình lạc quan hơn, đúng rồi. Hello anh Toàn, vừa có tiền nữa chứ. Anh Toàn ơi, nó lên chưa? Hello anh Tâm, hello Thí. Rồi. Rồi, cả nhà trở lại với facial. Em đã làm xong cái trị liệu làm đẹp da rồi trong câu lạc bộ làm đẹp với các chị nha. Bây giờ mình sẽ sử dụng kem dưỡng tối bằng A-Lakshmi. A-Lakshmi, sản phẩm yêu thích của mình đây. Rồi, sản phẩm này nó hay ở một cái chỗ là mình có thể, nó sẽ tự động thiết kế và xếp giờ cho mình buổi sáng và buổi tối. Ok, thì bây giờ mình đã sắp sửa xong cái phần dưỡng da rồi. Thì đây là một quá trình săn sóc da mà gọi là tột đỉnh rồi. Thường thì cái chương trình của mình nó ngắn hơn một chút, nhưng mà hôm nay tại vì sorry cả nhà là tại vì không chia sẻ không được, là máy Lumi Spa sắp sửa ra trong ngày 17 tây trong tháng này, có nghĩa là tuần sau mà thôi. Thì coi như là trong số này cũng chưa có ai là, không phải là ai cũng sở hữu được đâu, nhưng mà ngày 17 tây này thì coi như là phần đông trong mình sẽ được sở hữu. Thì tụi mình có một cái giới hạn, một số lượng rất rất là giới hạn. Cái này chỉ ưu tiên cho những người dặn trước mà thôi, còn nếu không thì phải chờ tới năm 2018. Coi như là mình không chờ được là bởi vì thời gian không chờ được, tuổi trẻ không chờ được, sắc đẹp không chờ được, cho nên mình phải nhanh tay lẹ chứ để mà có mà sở hữu. Năm tới 2018 người ta đẹp trước mình nữa, mình không có chịu. Cho nên mấy chị em các bạn trong Facebook cứ inbox cho những người có mặt ở trên đây để mà tìm hiểu về cái máy Lumi Spa, một cái dụng cụ rửa mặt. Chỉ một dụng cụ có hai công hiệu, bảy cái lợi ích, khi mà mắt thấy tai nghe cũng chưa đủ, trải nghiệm như trời sẽ thấy. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn lời chia sẻ của chị Trinh nha. Trời, em excited quá. Cảm ơn chị Trinh. Cảm ơn các anh chị nha, cảm ơn các chị đã tham gia. Thank you mấy anh chị theo dõi ha. Cái mặt của em nó trắng hết luôn, em lấy tay sắc mi mà lấy nhiều quá. Nó không có trời. Xuống cổ luôn, Lan ơi xuống cổ. Mà cổ không hết, xuống dưới luôn, uổng lắm. Rất là dạ, ok. Xin chào các chị nữa. Nha. Lên trên bay nữa. Hello cả nhà. Rồi. Rồi xin chào cả nhà. Okay. Xin chào cả nhà. Chương trình bữa nay là đến đây là tạm. Inbox nha, tại vì mỗi người nhà phân phối chỉ ưu tiên được có 4 cái, 5 cái mà chủ nhân hết 1 cái còn 4 cái thôi. Ai nhanh chân thì đăng ký. Của mình còn 2 cái à. Good night mấy chị, hết rồi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Rồi. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Chúc mấy chị ngủ ngon. Cả nhà. Bye bye.